Dạ kính chào quý cô chú anh chị, rất vui trở lại bãi kiện của Tường Vi ở Bến Tre hả chú anh chị. Hôm nay tiếp tục mình lên clip mới những thành phẩm rồi lấy bo lấy ghép ha, đủ loại hết. Rồi mong cô chú anh chị yêu thương chọn những cây ưng ý cho mình ha. Rồi bắt đầu mình vô clip luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Chào cô chú anh chị em gần xa. Hôm nay vườn của Thường Vi xin giao lưu một số loại giống mai như là đại lộc, bạch mai, lá ngọc cành vàng, cúc 150 cánh, quỳnh tỷ và một số loại khác ạ. Không để mọi người chờ lâu thì mình vô cây đầu tiên là cây đại lộc mã số 1. Rồi, cây lọc mã số 1 thôi chú anh chị. Rồi quen vòng coi đế cái này ở đâu. Cô chú chị mình nhìn coi cái đế ha. Rồi. Cho thông số luôn Vi. Dạ quanh là 23. Rồi quanh 23. Cao 68. Rồi tán ngang. Ngang là 59. Cây đại lộc mã số 1 này giao lưu giá là 1 triệu rưỡi bao ship ạ. Giao lưu qua số điện thoại là 0356 827 276 ạ. Số điện thoại dùng cho Zalo, còn Facebook là Mai Vàng Tường Vi ạ. Rồi cho chú mình xem cái mặt bông ha. Nó ôm đậu bông nhóc kìa. Bông đại lộc làm từ 5 tới 49 cánh nha cô chú anh chị. Thường là 39 cánh nhiều hơn cô chú anh chị. Lâu lâu nó ít cái chả gì 5 cánh. Rồi mình đổi cây luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp tục cây số 2. Tiếp tục là cây đại lộc mã số 2. Đó, con tàn tàn tròn ha. Đó, quay vòng cho thông số luôn, quay vòng cái đấy. Rồi cho thông số luôn Vi. Hoành là 21. Rồi, hoành 21. Cao 73. Cao 73. Ngang là 72. Cây đại lộc mã số 2 này giao lưu giá là 1 triệu rưỡi bao ship ạ. Rồi 1 triệu rưỡi nha chú anh chị. Mã số 2. Đại lộc thành phẩm luôn. Và bao ship luôn hết chú anh chị ơi. Ôm nụ bông rất là nhiều, cây nào cũng vậy chứ ha. Rồi, phép đổi cây luôn nha cô chú anh chị ơi. Để đẹp luôn, nở cũ. Tiếp tục cây số 3. Đó, kinh dèo dèo luôn mà. Cây đại lộc mã số 3. Đại lộc mã số 3 này cũng giao lưu giá là 1 triệu rưỡi bao xếp xếp toàn quốc ạ. Rồi 1 triệu rưỡi luôn hả chú chị, mã số 3. Rồi để nè. Bò đấy đẹp luôn. Bò đã ghép lâu rồi hả chú anh chị? Không được 2-3 mùa. Dạ anh này ghép được 2 mùa. Ôm nụ nhóc nhiều. Rồi cho thông số luôn Vi. Hoành là 22. Rồi hoành 22. Cao là 87. Ngang là 80. Rồi cao 87 ngang 80. Cây đại lộc mã số 3 này giao lưu giá là 1 triệu rưỡi bao ship ship toàn quốc ạ. Rồi. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây số 4 hay cô chú anh chị. Rồi cây đại lộc đấy cổ bự luôn nè. Tiếp theo là cây đại lộc mã số 4. Cây này rất là đẹp nè ha. Tàn tròn, vô dây sẵn hết trơn của chú anh chị. Củ bự luôn. Quá đẹp ha. Củ cho bá lửa luôn. Hoành là 29. Rồi, hoành 29 nha cô chú anh chị. Ôm nụ nhóc luôn á. Cao là 54.
cao 54. Ngang là 67. Rồi, ngang 67. Cây đài lộc mã số 4 này giao lưu giá là 2 triệu bao ship ạ. Rồi, 2 triệu ha cô chú anh chị. Mã số 4 bao ship. Cây đế củ đề bự ha. Tàn tròn, coi lần nữa cô chú anh chị. Rồi, xin phép mình đổi cây nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo cây số 5. Đại lộc mã số 5. Rồi, đại lộc nha chú anh chị ơi. Rồi, củ bự luôn. Đôi dây chưa sẵn luôn. Đó. Củ cho ba lửa luôn ha chú anh chị. Để đặt luôn nè. Rồi, cho thông số luôn viên. Hoành là 25. Rồi, hoành 25. Cao 66. Âm nụ nhiều lắm. Cao 66. Ngang là 55. Cây đài lộc mã số 5 này giao lưu giá là 1 triệu bao phí ship ạ. À. Rồi 1 triệu nha cô chú anh chị, mã số 5. Đài lộc thành phẩm. Bao ship luôn. Rồi, phép đổi cây luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là cây đại lộc mã số 6. Rồi, đế cũng khá ha, đẹp ha. Dán trực hay lắc lắc, xíu dán trực ha. Đàn thông luôn. Đã vô dây sẵn rồi cô chú anh chị, vì mình khỏi vô dây lấy bo cũng được luôn. Nhóc vào đó cô chú anh chị. Rồi, cho thông số luôn viên. Dạ, hoành là 20. Rồi, hoành 20. Cao là 73. Rồi, cao 73. Cho đo nha. Ngang là 66. Cây đại lộc mã số 6 này giao lưu giá là 1 triệu bao ship ạ. Rồi, 1 triệu ha cô chú anh chị. Mã số 6 bao ship luôn. Rồi, xin phép đổi cây luôn. Rồi, chuyển qua may quắn ha cô chú, mới tự sẵn nha. Tiếp theo là cây may quắn mã số 7. Ồ, để. Này có cỏ luôn, mình nhổ cỏ luôn cũng được luôn. Đế đẹp ha. Rồi cho thông số luôn. Cho hoành là 19. Rồi hoành 19 nha cô chú anh chị. Cao là 45 ạ. Cao 45. Rồi quắn. Đó, nhiều ha. Âm nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị. Quắn mình khó dạy cho lắm, nó quắn cục nè. Cây may quắn này giao lưu giá là 1 triệu rưỡi bao ship may quắn mã số 7 ạ. Rồi 1 triệu rưỡi ha, mã số 7. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo là cây may quắn mã số 8. Rồi may quắn mã số 8 hả chú anh chị. Cây này để đẹp nè. Dán siêu ha, rất là đẹp. Không nụ nhóc chân luôn. Rồi, cho đồng số luôn đi. Hoành là 19. Rồi, hoành 19. Cao là 39. Ngang là 43. Rồi, quay vòng vô giá luôn. Cây may quắn mã số 8 này giao lưu giá là 1 triệu rưỡi bao ship ship toàn quốc ạ. À. Này rất là kính tàng luôn nha cô anh chị, 1 triệu rưỡi nha. Mã số mấy? Mã số 8 ha, 1 triệu rưỡi may quắn. Rồi, đổi cây luôn Vi ơi. Rồi cho số điện thoại vô luôn nha Vi lại. Dạ, giao lưu qua số điện thoại là 0356827276 ạ. À. Tiếp theo là cây phúc lộc thọ mã số 9. Cây phúc lộc thọ hả chú anh chị, phúc lộc thọ cũng nói luôn ha, đế đẹp ha, đế khơm khơm giống như thú ha, kính tàng rồi đó cô chú anh chị, đang ra lá kính tàng ha, nó non ha. Rồi cho thông số luôn Vi ơi.
Dao hoành là 17. Rồi, hoành khoảng 17. Cao là 44. Ngang là 37. Cái phúc lộc thọ mã số 9 này giao lưu giá là 650 bao ship ạ. Rồi, 650 chú anh chị. Bao ship mã số 9. Rồi, phép đổi cây. Tiếp theo cây mã số 10 của chú anh chị. Tiếp theo cũng là một cây phúc lộc thọ luôn ạ. Phúc lộc thọ mã số 10. Rồi, phúc lộc thọ mã số 10 của chú anh chị. Đèn kính tàn. Tàn tròn luôn ha. Bò. Hai bò và kính tàn ha chú anh chị, bự lâu năm, cái này cũng hai ba mùa ha. Cái đâu số luôn vậy. Hoành là 14 ạ. Rồi. Hoành 14. Cao 50. Ngang là 56. Cái phúc lộc thọ mã số 10 này giao lưu giá là 650 bao ship ạ. Rồi, 650 ha chú anh chị, bao ship luôn ha chú anh chị. Rồi, đỡ cây luôn đi. Tiếp theo là cặp cúc họ Hương mã số 11. Rồi, cặp cúc họ Hương mã số 11 của chú anh chị. Mini nhỏ ha. Quán ghế hết nè. Này là quán ghế nha. Rồi, giao lưu giá. Cúc họ Hương mã số 11 này giao lưu giá là 200k một cặp bao ship ạ. Rồi, đổi cặp luôn, đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 12. Tiếp theo là cặp cúc họ Hương mã số 12. Cúc họ Hương mã số 12 này cũng giao lưu giá là 200k một cặp bao ship ạ. Mày quăng ghế chứ. Này đã giấu dưới chân luôn gì, không có moi lên ha. Rồi. Đổi cặp luôn. Cô chú anh chị thích cái nào liên hệ với Thường Vi ha cô chú anh chị để chọn theo mã số. Tiếp theo là cặp bạch mai mã số 13. Rồi, bạch mai ha mã số 13. Đó, để nhỏ nhỏ mà đẹp ha. Mini địa bàn. Bạch mai này giao lưu giá là 200k một cặp bao ship ạ. Nó ôm nụ luôn nè. Cái này cũng có luôn ha cô chú anh chị. Rồi, đổi cặp luôn. Mấy cái này mini không á, mình không có đo hết cô chú anh chị. Tiếp theo là cặp bạch mai mã số 14. À, cô chú anh chị có đế đẹp ha, mini mà đẹp ha. Rồi, dìm để giống thôi chú anh chị. Rồi, mã số 14. 14. Có giá, giao lưu giá luôn. Dạ, 200k một cặp bao ship ạ. Rồi, 200k một cặp ha, bạch mai rồi đổi cái. Rồi, tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là cặp cúc 150 cánh. À, đều quán ghế chứ cô chú anh chị. Cặp cúc 150 cánh này giao lưu giá là 200k một cặp bao ship. Rồi, đổi cặp luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp theo mã số 16. Tiếp theo là cặp cúc 150 cánh mã số 16. Rồi, cặp cúc 150 cánh luôn ha cô chú anh chị. Mã số 16, điều quán ghế. 150 cánh này giao lưu giá là 200k một cặp bao ship ạ. Rồi, để quán ghế luôn, đổi cây luôn, đổi cặp luôn. Tiếp theo là cặp quỳnh tỷ mã số 17. Cặp quỳnh tỷ này có bông nhỏ nhỏ mà có bông hay có chú gì. Này nhé. Này sẽ lên bông ôm nụ nhóc ha. Rồi cái đế của con ghế đẹp nè. Cặp quỳnh tỷ mã số 17 này giao lưu giá là 200k một cặp bao ship ạ. Rồi, đổi cặp luôn. Tiếp theo là cặp quỳnh tỷ mã số 18. Tỷ mã số 18.
Mã số 18 Quỳnh Tỷ này giao lưu giá là 200.000 một cặp bao ship. Rồi điều quá ghẻ đẹp luôn hả chú anh chị. Này là sẽ lên Tết cái bông nè. Rồi đó cặp luôn. Tiếp theo là cặp lá ngọc cành vàng mã số 19. Rồi lá ngọc cành vàng cặp mã số 19 nha cô chú anh chị. Lá ngọc cành vàng này cũng giao lưu là 200.000 một cặp bao ship, ship toàn quốc ạ. Rồi đổi cây luôn. Mỗi cây đều nó có cái đế rễ nó khác nhau hả cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích cái nào liên hệ theo mã số giúp kênh ha. Tiếp theo là cặp lá ngọc cành vàng mã số 20. Cặp lá ngọc cành vàng này cũng giao lưu là 200.000 một cặp bao ship, ship toàn quốc. Rồi đổi cặp luôn. Tiếp theo mã số 21. Tiếp theo là cặp cúc 2 tầng mã số 21. Cúc 2 tầng nha cô chú anh chị, mã số 21. Này mình về lấy giống nha cô chú anh chị. Được cái là đế quấn rễ rất là đẹp. Nó càng bự nó càng đẹp ha. Cúc 2 tầng mã số 21 này giao lưu là 200.000 một cặp bao ship, ship toàn quốc ạ. Rồi, đó cặp luôn. Tiếp theo là cặp cúc 2 tầng mã số 22. Rồi mã số 22 cũng cúc 2 tầng nha cô chú anh chị. Mã số 22 này cũng giao lưu là 200.000 một cặp bao ship. Rồi đều quấn rễ nha cô chú anh chị các bạn. Rồi đổi cặp luôn. Tiếp theo là cặp phúc lộc thọ mã số 23. Đó, phúc lộc thọ hả cô chú anh chị, mã số 23. Khỏi vô con rễ để đẹp. Cục. Đẹp ha. Phúc lộc thọ mã số 23 giao lưu là 200.000 một cặp bao ship. Rồi, đổi cặp luôn. Phúc lộc thọ nha, mã số 23. Tiếp theo là phúc lộc thọ mã số 24. Rồi, mã số 24 hả cô chú anh chị. Phúc lộc thọ mã số 24 này giao lưu là 200.000 một cặp bao ship, ship toàn quốc ạ. Giao lưu qua số điện thoại là 0356 827 276. Số điện thoại dùng cho Zalo, còn Facebook là Mai Vàng Tường Vi ạ. Phúc lộc thọ mã số 24 hả chú anh chị. Rồi đổi cặp luôn. Tiếp theo là cây bạch mai mã số 25. Rồi bạch mai mã số 25. Để đẹp nha. Cây này tàn tròn hả chú anh chị. Rồi cho đông số luôn. Ôm nụ luôn. Giá quanh là 11. Rồi. Quanh 11. Cao là 38. Ngang là 39 ạ. Cây bạch mai mã số 25 này giao lưu là 500.000 một cặp bao ship, ship toàn quốc ạ. Một cây nha cặp. Dạ một cây. Thật sao nghe nâng cặp. Một cây nha chú anh chị. 500.000 một cây bao ship. Quên nâng cặp. Tại bên đây một cặp nên nó lộn. Rồi đổi cây luôn. Mã 65, 500.000 ha. Rồi, tiếp theo là cây bạch mai mã số 26. Bạch mai mã số 26 ha cô chú chị. Giống bay bay ha. Để khơm khơm đẹp ha. Rồi, chỉ số luôn. Giao quanh là 10. Cao là 41. Ngang là 43 ạ.
Cây bạch mai mã số 26 này giao lưu là 500.000 một cây bao xếp ạ. À. Rồi 500.000 một cây mã số 26 hả chú anh chị? Cô chú thích cái nào liên hệ theo mã số ha. Rồi xin phép đổi cây cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là cây bạch mai mã số 27. Rồi cây bạch mai mã số 27 ha. Này để đẹp nè, nhãn thú. Cây này hoành là 9. Rồi hoành 9. Cao là 41. Ngang là 48. Cây bạch mai mã số 27 này giao lưu giá là 500.000 một cây bao xếp, xếp toàn quốc ạ. À. Rồi. Đổi cây luôn. Tiếp theo. Con bạch mai luôn. Cây bạch mai mã số 29, 28. Rồi mã số 28. Bạch mai hay chú anh chị. Thấy đẹp ha. Một bò kính tạng. Hoành là 9. Rồi hoành 9. Cao là 41. Cao 41. Ngang là 33. Rồi, ngang 33. Cây bạch mai mã số 28 giao lưu giá là 500k một cây bao ship, ship toàn quốc ạ. À. Rồi xin phép đổi cây luôn. Mã số 28 cũng 500k ha. Bạch mai luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là cây bạch mai mã số 29. Mai mã số 29. Đế cũng khá đẹp hơn chú anh chị. Hơi quái ha. Mini địa bàn. Cô chú anh chị mua về mình để trên bàn bông tết cho bông rồi lấy bo luôn cũng được, nhóc hết luôn. Bạch mai cô chú anh chị. Hoành là 8 ạ. Rồi, hoành 8. Cao là 28. Rồi, ngang. Ngang là 24. Cây bạch mai mã số 29 này giao lưu là 500.000 một cây, bao ship, ship toàn quốc ạ. Rồi, đổi cây. Mã số 29 cũng 500.000 hả chú anh chị. Cuối cùng là cây mai quắn mã số 30. Có bông mà. Thì có bông. Mai quắn bông từ 8 cánh. Từ 8, 12 nữa. Đây là 2, 4, 6, 8. 8 cánh. 9 cánh nữa. 9 cánh. Rồi cũng có 1 cánh nè. Mai quắn thường là cỡ thấy thường là 8 cánh trở lên của chú anh chị. Cái này hoành là 19. Hoành 19. Cao là 32. Ngang là 36. Cây mai quắn mã số 30 này giao lưu giá là 1.500.000 bao ship, ship toàn quốc ạ. À. Rồi 1.500.000 của chú anh chị mã số 30. Rồi đổi cây luôn bia. Dạ cây này là cây cuối cùng mà chú ơi. Rồi chị chào hết luôn. Dạ cuối clip thì cảm ơn mọi người đã xem clip và mọi người thấy cây nào ưng ý thì liên hệ qua số điện thoại là 0356827276 để chọn cho mình cây ưng ý ạ. Cảm ơn mọi người. Rồi cảm ơn Vy chia sẻ của chú mình xem ha. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình xem clip. Mình chọn những cây ý ha. Rồi cảm ơn những clip trước đã ủng hộ. Rồi cô chú anh chị thích cái nào liên hệ với Tường Vy giúp kênh ha cô chú anh chị ơi. Rồi tổng chào tại